Ơi, em vô tới chuồng cọp rồi cả nhà ơi. À, nguyên con cọp ở phía trong luôn rồi. Trời ơi, rồi. Ơi, quý dám vô chuồng cọp luôn. Trời ơi, chết rồi. Rồi mà em khóa cửa em nhốt quý luôn cho quý chơi với cọp luôn mọi người ơi. Rồi. Quý sợ con cọp không quý ơi? Cái gì quý không sợ hết, quý cũng có sợ gì hết. Người ta thả con cọp ra thiệt hả? Không. Nó từ cái lỗ nó chui ra. Phá cửa cho tôi coi. Phá cửa coi. Không, chuồng này chuồng cọp thiệt á. Nè, cái lối con cọp nó từ bên đây nó qua. Nè. Bên đây con cọp nè mọi người. Đó. Nó từ ở trong đầu nó qua mà quý gan ghê, quý dám vô chuồng cọp luôn. Quý ơi, ở đây cọp thiệt nè cậu quý. Nè, thấy chưa? Từ bên đây nó qua nè. Đó. Còn cho quý thì nó chết người đó, đâu sợ. Nó có đâu đâu không không. Đó, cọp thiệt à. Cọp này cọp vàng ha, hồi nãy gặp con cọp kia cọp trắng, cọp này cọp vàng rồi. Con này hay giữ con kia. Con này cũng đực hiên cái đâu quý á. Tao con... biết coi đâu. Ê, mày đưa cái chân lên tao coi coi. Cọp này hay giữ. Hình như chắc con cái nè, con trai bên đó nè. Ở này trai, cái con cái đó, quý cũng hay chứ con trai bên à, đó. À, con trai bên kia rồi. À. Vậy là con này con cái. Quý cũng hay chứ đó, con trai kìa. Ôi, vô quý cũng hay chứ. À, con cặp đực ở trong á. Ôi về quá cục. Quý về. Ở đây em thấy khỉ nó chạy ra ngoài luôn mọi người. Ở đây gấu chó nè, cái chuồng này gấu chó đứng lên ngó, gấu chó dữ lắm nha. Cái gì vậy? Hello. Ờ, bắt được con gì vậy? Bắt con gì vậy? Thấy ghê không? Tắc kè, tắc kè. Tắc kè phải không? Tắc kè về ngâm rượu hơi bị ngon á. Đây hồi nãy quý chui vô cục chuồng cọp luôn, gan ghê không? Ê, con gì vậy? Ngựa. Ngựa cổ lùn. Không có con chó đâu hết. Đó, con ngựa là hơn trời thích không nhất. Có, không có con chó là con vẫn đó, con cọp rồi đó. Con chó. Hình như chó qua hay qua Tết hết con. Con ngựa. Con ngựa nhỏ, con ngựa con. Ngựa, không, ngựa này ngựa giống lùn chứ không phải ngựa con. Đó, giống lùn. Rồi lùn màu vàng đẹp ghê ha. Giống như ngựa Mông Cổ rồi ha. Công nhận ngựa lùn đẹp ghê á. Quý ơi, vô cửa cởi ngựa rồi, quý ơi. Bây giờ có thời rồi, cởi ngựa bấm cung đi. Có thời rồi, lấy như thun. Đang có thời rồi, cởi ngựa bấm cung đi. Ngựa đâu lùng tịch vậy trời. Đó, con đó, con ngựa là em thích nhất rồi đó. Cái đế lại đi mà nó dày của đòi đi nó ngon bữa tính đặt nó ra biểu mà thái thái trời ơi chịu đôi dép đó hả, nó mũ mà bảo cái gì chịu đôi kìa vậy gì mà ở trong vạn hạnh mô mà cái hiệu mà thể thao á. Ờ bỏ xe hơi quá trời rồi, 800 mấy ngàn đôi, 800 mấy rồi, đôi 200 rồi, chuồng đó chuồng gì nữa vậy trời. Ở đây hình như hơn trần nhớ là có hà mã thì phải, hà mã. Hà mã xấu.
Quý ơi đau bụng quá Quý ơi. Giờ đi làm sao vậy? Cho ổ bánh mì không ăn đi. Ăn bánh mì không á, tại quấn quánh quá. Kệ, tiết kiệm đi Quý. Tại quấn quánh quá. Còn quá trời. Quánh ơi. Ông quấn quánh quánh, tại sao đánh vợ hoài vậy? Chồng này đừng có thương chồng này rồi. Bỏ chồng này rồi. Ở đây trùng con gì vậy ta? Con gì? Hả? Cáo hả? Đây trùng cáo mọi người. Coi đi. Đúng rồi, hiệu đó nổi tiếng đó. Đồ thể thao. Màng bám đã lắm, mềm êm lắm. Ước gì anh Bảo mua cho tặng đòi nãy đầu về hoài trời. Anh Bảo đi đi ra chỗ bán rồi. Lên cơn rồi nó đầu về rồi. Chỗ này đang ở chỗ mình đi rồi. Đâu chưa? Ở bên đó là gái cá mọi người. Gái cá. Đang trường cho một con gái cá trong đây nè. Đang trường hả? Ca sĩ là trường á. Cái cây mã là cây. Mã mà. Cái cá này vẹt hay gì vậy? Vẹt két nữa. Ê ngồi đây mát nè. Ê vô cái viện bảo tàng chơi đi, chỗ nó mát á. Đi đây ra luôn nè, đi đó chi nữa. Trời ơi chim con công quá trời thả luôn à mọi người. Trời ơi thả công ra ngoài luôn à. Cho nó chơi với thiên nhiên luôn à. Ủa này bãi xe ô tô mà. Giờ dạ, bãi này là ra ngoài luôn. Bãi xe nào không cho không gần với nhau. Em chẳng mua chiếc xe chở anh em đi chơi cho nó đi. Ngày xe hơi đi quá quánh. Thì lốp á. Quá quánh mua chiếc xe. Toyota được không? Mua chiếc Toyota nè được không mọi người? Chiếc này nhỏ, này 5 chỗ cộng. Chiếc này nhỏ cũng có 5 6 người anh mua một chiếc xe hơi chở anh em đi. Cái Innova là ok. Cái mập lái này kìa. Anh quay. Mập có biết con lái không? Trời người ta giấu xe mà má. Mày mua xe tấm sang đi lái nhóm đi chơi rồi dễ rồi. Tấm sang thì chở mày trước đi đầu tiên á. Đi rồi gọn luôn á, tại nhóm mình đâu có nhiêu người đâu phải không? Bảy tám người thôi. Mà đi Vũng Tàu mình xuống mình thăm cho đầu vỏ mình lên lại. Hai chồng Bảo thì nó đâu có bán nhà góp không Bảo? Xe có bán nhà góp không? Có chứ. Nào cho bán nhà góp. Anh đưa 100-200 là góp vui vui. Vòng ở đây cho nó góp lại. Ok. Innova giờ 700-800 anh đưa. Giờ cho góp 0% không à? Khỏe. Anh đưa chứ 200 đi. 500-600 anh góp. Được. Em mua chiếc xe này được không mọi người? Suzuki nè. Chiếc này được 5 chỗ, 5 chỗ cộng mà. 5 chỗ cộng thì 7 người đi được mà. Mua đại xe cũ đi. Innova chạy quăng cho người ta chạy giá. Con này khoảng 400 nè. Con rẻ vậy hả? 400. 4 chỗ mà. 7 chỗ. Innova 400 là xe cứng lắm á. Xe cứng á. Đúng rồi. 400. Innova. Ừ. Rồi để về alo với vợ các bạn. Đưa 500 nè, có 700. Chỗ vậy nè. À, cái xe này nè má ơi. Cái xe này nè, họ đi lựa xe người ta kìa. Xe nào? Xe Ford hả? Mẹ thắt 120 triệu vô tự mua. Xe này nè. Mọi người ơi, em bật mí nha mọi người. Em bật mí cái này là hơi bị bí mật luôn, mọi người đừng có nói ai nha. Em sắp sửa mua xe. Em sắp sửa mua xe. Xe em để đây nè. Đó. Ê, đi ra này là ra luôn á, vô viện bảo tàng chơi xíu xíu đi. Đi hoành vô đi, viện bảo tàng gần đây nè. Bảo tàng đâu cần mua vé đâu, anh ra ngoài anh vẫn vô được mà. Đâu có, viện bảo tàng ở trong đây nè, nó có hai chỗ. Sáng thấy rồi, vô đó có sắt ốp quá má, quay sợ lắm má. Đừng nói lắc hồi. Anh có sợ sắt ốp không? Không.
anh chị sợ ma sắc má thôi à. Quay nó lên nhiều khi trên mạng nó kiếm việc đó. Không có đâu. Ủa gì gì? Ủa không có đi viện bảo tàng hả? Viện bảo tàng ở trong kia kìa. Chi có gì mà vui? Có kèo rồi. Không đi về uống nước đây. Có kèo ngon rồi kìa. Đi. Điện tử rồi, tụi anh đói bụng quá, điện tử rồi. Kèo kèo Đức. Bụng quá ăn má ơi. Kèo Đức với lại lấy chỗ này đâu thử. Nè, đổi nè. Đất với thị sĩ giờ đây. Gấp đất thị sĩ đồng nửa đó. Đó gấp rồi kìa. Đi vô. Gấp là biết gì vậy gì? Thôi vậy thôi đi lấy xe đi rồi giờ mình sao đi về luôn hay sao? Lấy xe là về luôn chứ lấy xe làm sao mà em vô cái gì bảo tàng được. Em biết giờ sao? Em tử đòi về mọi người ấy, đòi lấy xe gấp lắm rồi, gấp lắm rồi. Lấy xe là về luôn rồi chứ lấy xe đâu đậu ở ngoài đó được. Tính ra mấy người trúng vé người ta đi ở đây ra vô chổng luôn, người ta đâu có em chỉ cho mọi người đường trúng vé nha, gửi cái cảnh này cộng phụ nè, đi thẳng vô chổng. Đúng không? Hồi nãy đúng nó rồi. Về gì đâu. Đúng rồi. Chạy đi ta. Trời ơi. Vậy thôi giờ kiếm... chạy về luôn hay là vậy ghé chỗ nào cũng uống nước hay sao? Bảo đó đưa cho anh tử đi, bảo đem về nhà đi mời đem ra bán. Giờ này mấy giờ rồi? 1:30 rồi. Quý muốn về luôn hay là muốn đi ăn? Cái gì cũng được à, quý không biết à. Lại đưa giấy số đi ủng hộ hết cho. Còn nhiêu tờ? Còn 24. Giờ 1:30 là lại chim được. 1:30 là chạy ra mày 2 giờ cho nó. Ta ngủ rồi. 2 giờ ngủ cho nó. Thôi anh em hôm nay đi chơi vậy vui vẻ rồi, về đi. Anh Trần mua giấy số ủng hộ cho quý. 24 tờ anh Quỳnh. Vậy đi về hết hả? Bánh mì quý không lấy nha chàng. Ai ăn bánh mì lấy đi. Quý đâu có ăn đâu. Mẹ. 24 tờ ha quý. Dạ. Hồi nãy để xe đâu? Rồi quý ơi, bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người nha. Trong nước ngoài nước nha. Bye bye mọi người trong nước ngoài nước nha, quý đi về nha. Rồi quý. Mai 10 giờ rưỡi ra, quán 11 giờ ra hả? Có tiền thối không? Có. Quán 10 giờ rưỡi 11 giờ. 10 giờ rưỡi. 10 rưỡi nhà chạy ra là bờ đó. À. À. Đã quý chào quán 20 rồi nha. 24 tờ thấy 26 tờ. Nào quán quán. Rồi, cảm ơn chị Helen đi. Cảm ơn chị Helen. Cảm ơn chị Helen. Rồi, cảm ơn chị Helen nha. Cảm ơn quán. Chúc chị vui vẻ khỏe mạnh nha. Rồi bên đây em cũng về. Bye mọi người. Em chuẩn bị đi về. Là uống cà phê, các nước đại kinh thảo ngồi chơi. Đi kìa, ủa em đi, đây. Đi với dành. Đi lên, đi lên. Về luôn. Rồi, cảm ơn nha. Có gì không anh? Không. Mai ra mà đâu gì. Mai ra quay. Hãy lo nha. Tài xe với ủng hộ quý nha. Tao có quay đâu. Rồi, mọi người thấy xe mình ta gửi là đông vậy, quá trời đông luôn, thấy không? Giờ mà gửi chiếc xe mà không nhớ chỗ rồi đi tìm chết luôn á. Xe Honda mà gửi quá trời là đông luôn. Coi cà lông quá trời luôn. Quá. Cà lông dễ sợ luôn. Giờ ra tới cầu cổng chính lại. Quấn quấn cũng đi về luôn hả? Chắc về luôn hả quý à? Có gì mai ra lên đó cũng vậy. Mà ốp clip đây ha. Cảm ơn tất cả mọi người xem clip nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha.